Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra cuối kỳ số 17. Phần A, đọc thành tiếng, 2 điểm. Với phần đọc thành tiếng này, thì các em sẽ đọc đoạn văn Chú bé trên cung trăng. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung đoạn văn như sau. Chú bé trên cung trăng. Những đêm trăng, bà thường chỉ cho Bi ba bóng đen mờ trên mặt trăng. Trông chúng giống một gốc đa, một con nghé và một chú bé. Bà kể, xưa kia chú bé ở trần gian, một cơn gió đã cuốn chú cùng gốc đa và nghé lên cung trăng. Trên đó, chú rất buồn vì nhớ nhà, nhưng mặt đất quá xa, chú bé không về được nữa. Như vậy, cô đã vừa đọc mẫu cho các em nghe nội dung của đoạn văn Chú bé trên cung trăng. Các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng và chú ý ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu. Tiếp theo, các em quan sát phần B, đọc hiểu, viết 8 điểm. Một la mã, đọc 3 điểm. Để thực hiện được các câu hỏi của phần đọc này thì các em sẽ dựa vào nội dung của đoạn văn Chú bé trên cung trăng để thực hiện các câu hỏi như sau. Câu 1, tiếng có vần ưng là A, trăng, B, chúng, C, cùng và D, nhưng. Vậy thì trong 4 tiếng này, các em sẽ thấy tiếng nhưng sẽ có chứa vần ưng. Tiếng nhưng này được đánh vần như sau. Ư nhờ ưng nhưng, đọc trơn là nhưng. Và như vậy thì ở câu số 1, các em sẽ khoanh tròn vào đáp án D, nhưng. Tiếp theo, câu 2, từ viết đúng là A, trần gian, với tiếng trần, bắt đầu bằng chữ chờ. B, nghé, với tiếng nghé, bắt đầu bằng chữ ngờ đơn. C, mặt trăng, với tiếng trăng, bắt đầu bằng chữ chờ. Và D, cung trăng, với tiếng trăng, bắt đầu bằng chữ chờ. Như vậy thì các em quan sát sẽ thấy rằng đáp án A, B và D thì đang viết sai. Trong đáp án A, trần gian, tiếng trần, các em sẽ không sử dụng chữ chờ mà các em sử dụng chữ chờ và chúng ta ghép vào sẽ được từ trần gian. Vậy nên đáp án A thì sai. Đáp án B, từ nghé thì các em sẽ sử dụng chữ ngờ kép để ghép với vần é và được từ nghé chứ chúng ta không dùng ngờ đơn. Như vậy B cũng là đáp án sai. Và D, cung trăng thì với từ trăng thì với tiếng trăng các em sẽ không sử dụng chữ chờ mà các em sẽ sử dụng chữ chờ để tạo thành từ cung trăng. Như vậy thì chỉ có duy nhất đáp án C là từ mặt trăng thì từ trăng đã viết đúng. Vậy các em sẽ khoanh tròn đáp án C. Tiếp theo các em quan sát câu số 3. Bóng đen trên mặt trăng giống gì? A. Một gốc đa, một con nghé, một chú bé. B. Một gốc đa. C. Một gốc đa, một con nghé. Và D. Một chú bé. Vậy thì trong câu số 3 này thì các em sẽ dựa vào câu văn thứ 2 của đoạn văn như sau. Trông chúng giống một gốc đa, một con nghé và một chú bé. Vậy thì ở câu số 3, các em sẽ chọn đáp án A. Một gốc đa, một con nghé và một chú bé là đáp án đúng. Tiếp theo, các em quan sát câu số 4. Các em sẽ chọn từ còn thiếu để điền vào chỗ trống trong câu văn sau. Chấm chấm chấm. Đã cuốn chú cùng gốc đa và nghé lên cung trăng. A. Bà. B. Mẹ chú bé. C. Một cơn gió. Và D. Gốc đa. Với câu số 4 này, các em sẽ dựa vào câu văn thứ 4 của đoạn văn như sau. Một cơn gió đã cuốn chú cùng gốc đa và nghé lên cung trăng. Như vậy, từ còn thiếu ở trong câu số 4 là một cơn gió. Các em sẽ khoanh tròn đáp án C. Tiếp theo, các em quan sát câu số 5. Vì sao chú bé không về được nữa? A. Vì chú không muốn bỏ rơi nghé con. B. Vì mặt đất xa quá. C. Vì chú có bạn trên mặt trăng. Và D. Vì chú không biết đường đi. Vậy thì ở trong câu số 5 này, các em quan sát trong đoạn văn sẽ thấy rằng tác giả đã nói rằng trên đó chú rất buồn vì nhớ nhà, nhưng mặt đất xa quá thì chú bé không về được nữa. Vậy thì đáp án đúng ở trong câu số 5 sẽ là đáp án B. Vì mặt đất xa quá nên chú bé không về được nữa. Các em sẽ khoanh tròn vào đáp án B. Câu số 6. Sắp xếp các ý theo đúng nội dung chuyện. Các em quan sát sẽ có các ý như sau. Ý thứ nhất. Một con gió đã cuốn chú lên cung trăng. Ý thứ hai. Xưa kia chú bé ở trần gian. Ý thứ ba. Trên đó chú rất buồn vì nhớ nhà. Và ý thứ tư. Chú bé không về được nữa. Vậy thì dựa vào nội dung của câu chuyện trong phần đọc thành tiếng, các em sẽ sắp xếp các ý như sau.
Xưa kia chú bé ở trần gian là nội dung thứ nhất. Một cơn gió đã cuốn chú lên cung trăng là nội dung thứ hai. Trên đó, chú rất buồn vì nhớ nhà là nội dung thứ ba. Và chú bé không về được nữa là nội dung thứ tư. Vậy thì thứ tự sắp xếp sẽ là 2, 1, 3 và 4. Các em sẽ khoanh tròn đáp án C ở trong câu số 6. Phần 2 La Mã viết 5 điểm. Bài tập 1 nối 2 điểm. Với bài này, các em sẽ nối các hình ảnh tương ứng với các từ là nội dung của hình ảnh đó. Vậy thì với bài này các em sẽ nối như sau. Đầu tiên là hình ảnh một con vịt. Vậy các em sẽ nối với từ con vịt. Tiếp theo là hình ảnh một bộ bàn ghế. Vậy thì các em sẽ nối hình ảnh thứ hai với từ bàn ghế. Hình thứ ba là hình một đầm hoa sen. Trong đó thì có chiếc lá sen. Vậy em sẽ nối hình thứ ba với từ lá sen. Với hình thứ tư là hình chiếc xe đạp thì các em sẽ nối với từ xe đạp. Bài tập số 2, các em sẽ chọn điền vần ướt hoặc vần ước vào trong chỗ trống của các từ một điểm. Với bài tập này, các em sẽ quan sát các hình ảnh. Sau đó thì sẽ điền các vần còn thiếu tương ứng với nội dung của các hình ảnh đó. Vậy thì trong hình ảnh thứ nhất, các em sẽ nhìn thấy hình ảnh một chiếc cầu trượt. Vậy thì vần còn thiếu ở trong từ thứ nhất để viết sau chữ chờ sẽ là vần ướt. Và các em sẽ điền thêm thanh nặng. Như vậy thì chúng ta sẽ có tiếng trượt. Tiếng này được đánh vần như sau. Ưa tờ ướt, chờ ướt trượt, nặng trượt, đọc trơn là trượt. Với từ thứ hai, các em sẽ nhìn thấy có một hình ảnh thác nước. Vậy thì ở phần ô trống còn thiếu, các em sẽ điền vần ước sau chữ N để chúng ta sẽ được tiếng nước. Và các em sẽ đánh vần hai tiếng này như sau. A cờ ác, thờ ác thác, sắc thác, đọc trơn là thác. Ư cờ ước, N ước nước, sắc nước, đọc trơn là nước. Ghép hai tiếng vào chúng ta sẽ có từ thác nước. Bài tập số 3, các em sẽ nối các vế ở cột thứ nhất với các vế ở cột thứ hai để tạo thành câu có nghĩa đúng. Vậy thì với bài tập này các em sẽ nối như sau. Bút chì, các em sẽ nối với để viết và chúng ta sẽ có câu bút chì để viết. Tốp ca thì các em sẽ nối với đang hát và chúng ta sẽ có câu tốp ca đang hát. Và cuối cùng đồ đạc thì các em sẽ nối với ngăn nắp và chúng ta sẽ được câu đồ đạc ngăn nắp. Như vậy thì cô đã hướng dẫn các em nối xong ở bài tập số 3. Các em quan sát và nối vào đúng trong vở bài tập của mình các em nhé. Bài số 4, tập chép 0,5 điểm. Với bài tập này thì các em sẽ tập chép câu vầng trăng rất sáng chấm. Thì các em sẽ ghi theo mẫu của câu này xuống phần ô chấm của vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết đúng chính tả, sạch đẹp, nắn nót và đúng cỡ chữ các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 17. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.